cập nhật toàn cảnh cảng biển lớn nhất Đồng Nai sắp đưa vào khai thác. Xin kính chào toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với Định Địa Ốc ngày hôm nay. Đây là cảng biển lớn nhất tỉnh Đồng Nai, nằm trong nhóm cảng biển số 5 thuộc hệ thống cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Cảng Phước An với quy mô là 183 hectare là cảng biển lớn nhất Đồng Nai, được kỳ vọng sẽ giúp phát triển kinh tế cho tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh lân cận. Dự kiến vào tháng 7 năm 2024 tới đây sẽ đưa vào khai thác sử dụng. Cảng Phước An nằm ở thượng lưu sông Thị Vải, Cái Mép, có diện tích là 183 hectare và chiều dài bến là hơn 3.000 mét. Dự án bao gồm 6 bến container và 4 bến tổng hợp. Khu dịch vụ hậu cần cảng có diện tích trên 550 hectare với hệ thống dịch vụ, kho bãi, hàng hóa, bến xà lan, v.v. Khi đi vào hoạt động, cảng có công suất 2,5 triệu tiêu trên một năm và 6,5 triệu tấn hàng hóa tổng hợp trên một năm. Đây là dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo định đánh giá thì cảng Phước An có cái vị trí rất là thuận lợi, nằm ở trung tâm khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Khu vực này có lượng hàng hóa, lượng container chiếm tới 70%, hàng hóa tổng hợp chiếm 50% cái lượng hàng hóa mà thông qua cảng biển Việt Nam. Cho đến nay, các hạng mục ép cọc ở dự án đã hoàn thành khoảng 90%. Dự kiến là từ tháng 7 cho tới tháng 9 năm 2024 là sẽ đưa vào hoạt động. Anh chị có thể thấy những cái hạng mục kho bãi, cầu cảng đang được đẩy rất là mạnh về cái tiến độ, cũng như là máy móc đang hoạt động ở trong cái công trình này rất là rầm rộ anh chị nhé. Các cầu cảng thì đã được lắp đặt với cái hệ thống cầu rất là hiện đại. Và để đẩy nhanh cái tiến độ cho dự án cảng Phước An thì chủ đầu tư đã kiến nghị tỉnh Đồng Nai hỗ trợ trong công tác điều chỉnh quy hoạch cục bộ của dự án. Để phục vụ khai thác dự án cảng Phước An, tỉnh Đồng Nai triển khai xây dựng những cái tuyến đường kết nối vào cảng Phước An, trong đó cầu Tắc Nhã dài 682m, rộng 12,85m tại ấp Bà Trường, xã Phước An. Đây là công trình rất là quan trọng trong tuyến đường kết nối với cảng Phước An. Thêm một điểm đặc biệt mà định đánh giá rất là cao về cái vị trí của cảng Phước An này, đó là lợi thế về hệ thống hạ tầng giao thông rất là thuận tiện, kết nối với quốc lộ 51, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Bến Lức Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Ngoài ra, cảng còn kết nối với cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu, cầu Phước An. Cho nên để mà nói thì có rất là nhiều cái thuận lợi khi mà cảng Phước An này đưa vào khai thác vận hành. Vừa rồi là những cái thông tin cũng như là đánh giá tổng thể về cảng Phước An này. Và chắc chắn một điều là khi mà cảng Phước An này đưa vào hoạt động thì tiềm năng rất là lớn về những cái dịch vụ ăn theo cái cụm cảng này. Cho nên quý cô chú anh chị mình đang đi đầu tư bất động sản thì hãy lưu ý về cái khu vực này. Đây là một cái thị trường cực kỳ là tốt trong thời gian sắp tới mà quý cô chú anh chị mình cần lưu ý nha. Vừa rồi là những chia sẻ, những cập nhật mới nhất về cảng Phước An. Quý cô chú anh chị xem video cảm thấy hay về ý nghĩa thì hãy dành tặng cho Định một like, cũng như là nhớ nhấn nút đăng ký kênh để liên tục nhận được những video, những cập nhật mới nhất về cơ sở hạ tầng, về tình hình phát triển bất động sản trong thời gian sắp tới nha. Xin kính chào anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của Định Địa Ốc.